Hello, xin chào các bạn à, Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông chồng Hay Làm Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kèo cực kỳ mới luôn Và kèo rất ngon nha các bạn Ngon là ngon như thế nào, nhiều bạn không biết ngon là ngon như thế nào Thì mình báo luôn cho các bạn biết Đây là cái kèo nó sẽ được lưng pass trên Binance Thì lưng pass là gì? Lưng pass là những cái dự án mà Binance họ support Và họ cho phép mình mua ở trên đó Mua ICO đó các bạn thì mình sẽ search cái kèo này cho các bạn nghe thì cái kèo này tên là hút hút bay các bạn à, các bạn search cái này thì các bạn sẽ đọc được nha thì con này nó tên là hút các bạn rồi à, mình dịch sang tiếng việt cho các bạn xem nha đây à, nó có thông báo về một cái thông báo là bán cái mã hút này ở trên Binance thì đây là cái à cái thông báo bán của nó dành cho những cái người mà muốn mua nghe các bạn dành cho những người muốn mua à tuy nhiên thì cái con này Thì sản phẩm đầu tiên của nó chính là cái ứng dụng quay cạc này các bạn quay cạc thì cái ứng dụng quay cạc này chính là cái sản phẩm đầu tiên của cái của cái dự án hút này thì các bạn để xem cái dự án hút là gì thì các bạn có thể Search cái hút uh, hút hút uh, protocol đây đó thì uh, các bạn có thể xem được uh, cái trang chủ của cái thằng này hút đâu rồi để mình mình search cho các bạn xem nha nó các bạn sẽ thấy được cái uh, cái trang chủ của nó đây hút trong video này các bạn đó thì đây là cái trang chủ của hút dành cho những cái bạn nào mà muốn đọc thêm nó có đầy đủ đây các bạn thấy cái ứng dụng quay cạc của nó nè đây là cái ứng dụng mà các bạn đào được tiền thông qua cái việc là lên to ơn lên to ơn là gì là thông qua cái việc học tập các bạn kiếm được tiền mã hóa nha các bạn thì đây là một cái hình thức mà như năm ngoái á run to ơn là chạy để kiếm tiền còn còn này là lên to ơn có nghĩa là các bạn thông qua vấn đề học tập các bạn có thể tìm được À, tìm được tiền đó tìm được tiền mã hóa thì à, ở đây nó có đầy đủ những cái cái trang à, twitter rồi à, để các bạn có thể theo dõi nè rồi các bạn à, có thể đọc được cái cái um, trang trang chỗ trang uh, white paper đó luôn nha thì dành cho những bạn nào mà muốn à, tìm hiểu thêm thì mình nói sơ qua thì đây là cái dự án um, web3 và À, dành cho các công việc học tập mà tìm kiếm được tiền mã hóa thì ứng dụng đầu tiên của nó quay cạc và cái điều quan trọng nhất là cái ứng dụng quay cạc này nó đang cho mình đào tiền miễn phí thì đây là mình sẽ lên cái cái à, google mình search cho các bạn coi cái ứng dụng của nó nha rồi mình sẽ để ở link ở bên dưới cho các bạn à, đây đó thì đây là các bạn sẽ thấy được cái ứng dụng của nó này các bạn à wi to earn rồi thì cái cách thức thì các bạn cứ đào về nha mình thì mình mở phát thôi thì đào về các bạn chỉ cần chọn cho mình à, tiếng anh chọn người rồi chọn dùng tài khoản google vậy là xong nha các bạn vậy là vô được thì cách thức để các bạn đào sau thì các bạn cần bấm vào mining nè đó sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái nút đào thì nó sẽ đào vậy thôi thì nó đào cho mình tối đa là được 10 ngàn một ngày các bạn thì 10 ngàn một ngày thì các bạn uh, sẽ uh, tối đa khi đạt được 10 ngàn thì sẽ ngưng thì các bạn muốn mà đào hơn thì các bạn bấm vào cái um, cái búa này các bạn thì có những cái búa búa uh, một đồng một giây búa hai đồng hai đồng một giây búa ba đồng một giây thì các bạn uh, có thể chọn những cái búa này hoặc là các bạn uh, mua thêm những cái xe đào xịn hơn những cái xe này á, thì cái xe đầu tiên là người ta cho mình á, thì được 10.000 thôi nhưng những cái xe tiếp theo nó có thể chứa được 16.000 coi đó thì các bạn à, muốn tăng tốc thì các bạn sẽ bấm vào những cái cái sau nha thì muốn có những cái này thì các bạn phải bỏ tiền ví dụ như muốn đào được hai dây cái búa mà hai hai đồng vàng trong một dây thì các bạn phải tốn 9.600 coi đó thì cái coi của nó nó sẽ hiện trên đây này các bạn các bạn coi cái ví mình nè đó đang là À, 1.333 đó thì các bạn sẽ thấy được cái cái ví của mình và sau này cái ví này nó sẽ chuyển qua cái đồng coi tên là u hgt này các bạn gọi là hút hút token đó thì sau này cái đồng coi này các bạn có thể là bán ở trên Binance được nhớ nhé thì cái cách thức là nó đơn giản vậy thôi rồi ok thì um, đây là cái việc mà hàng ngày các bạn vô đào nè. Ngoài ra các bạn có thể chơi ở trong đây. With to earn thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn có thể kiếm tiền từ cái việc à, học. Đó, thì cách kiếm như thế nào thì các bạn um, như cái um, đầu tiên đi, phần thưởng là 500 đồng thì các bạn bấm Play nào vào. Đó, thì nó sẽ có những cái uh, thao tác ở trong đây các bạn phải bấm nhanh để các bạn có thể là là Uhm, là chơi đó nha thì các bạn cứ cứ thử chơi đi đó rồi các bạn nó nó thời gian nó chỉ có sống với dây thôi nha các bạn hôm đó là cái đó rồi xong thua đây đó thì đây là cái cách thì đây là cái cách thức chơi đó rồi bây giờ hôm mình quýt thôi quýt nha thì để các bạn có thể kiếm thêm tiền thì các bạn cứ chơi và à, bạn nào giỏi tiếng Anh đó thì chơi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đó là cái thứ nhất á, là ở cái phần phần hot ở trên đây rồi phần ở dưới á, là Witcher thì nó còn à, rất là nhiều trò chơi trong đây các bạn cứ thử chơi đi à, để biết nó như thế nào nghe thì một trong những cái điểm quan trọng của trò chơi này các bạn là nó cho mình đào miễn phí 10.000 một uh, 10.000 coi một ngày và nó cho mình sợ tắt kinh cái đồng này các bạn thì sợ tắt thì sao các bạn vô đây các bấm go nè sợ tắt nè thì các bạn có bao nhiêu đồng các bạn có thể chọn hết vô đây rồi các bạn chọn tắt đó thì nó sẽ tắt cái này các bạn là 20 phần trăm một năm thì nó sẽ tăng tiền lên khi nào các bạn tiền về thì các bạn có thể bấm Harvard gieo thì nó sẽ à, gọi là thu hoạch cái lãi suất đó lấy lãi suất đó đó thì các bạn sẽ sẽ còn ví dụ các bạn muốn rút tiền ra các bạn không stuck nữa thì các bạn in tách đó ví dụ như các bạn muốn withdraw các bạn rút về lại là năm năm đồng nè đó vậy thôi thì nó cái 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 này thì các bạn nó rất là đơn giản à, dành cho những cái bạn mà hay 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 làm cái này thì à, vấn đề stuck này thì không khó đâu nha rồi à, phần thứ nhất là withdraw là các bạn à, kiếm kiếm tiền thê thông qua cái việc học tập nha đó rồi cái thứ hai là các bạn à, tuyển người tuyển thêm người thì để tuyển thêm người thì các bạn sẽ à, bấm vào cái mục invite này các bạn copy cái mã này đó thì các bạn sẽ mời được những người vô thì mời vô thì các bạn sẽ đông người sẽ đào được nhiều hơn nha rồi ok rồi mình cái kèo này rất là thơm và nó đang chuẩn bị Lên sàn nha các bạn Thành ra là các bạn hãy đào sớm đi Càng sớm càng tốt nha Mình sẽ để cái link ở phía bên dưới Để cho các bạn bấm vào các bạn download về Ở trên iPhone như chưa có các bạn Chỉ có Android thôi Rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn nha